Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập mới và đây là một cột mốc mới của podcast DeFi Discussion. Tuần này thì chúng ta đã bước qua con số 101 và hy vọng là trong những cái hành trình sắp tới thì DeFi Discussion sẽ có những cái thay đổi mới mẻ, tuy nhiên là những cái giá trị cốt lõi về mặt thông tin cũng như là những cái góc nhìn thú vị đa chiều về thị trường thì vẫn sẽ được mang đến cho anh em. Và đồng hành với chúng ta trong tập khởi đầu của một hành trình mới đó là một vị khách mời mà mình cũng rất là quý mến. Xin chào anh Poseidon đến với DeFi Discussion tuần này. Rồi, cảm ơn Nguyên và xin chào tất cả mọi người. Mình là Poseidon và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục và đồng hành thêm một tập nữa của podcast DeFi Discussion. Đâu một tập nữa. Ok, rồi thì tuần vừa rồi thì nếu mà để nói có một cái tổng quan, một cái chi tiết nó gọi là nổi bật nhất thì rất là khó. Tuy nhiên là tại vì anh em cũng theo dõi thị trường trong tuần vừa rồi thì cũng thấy là tin tức nó đến rất là nhiều và nó đến từ rất nhiều mảng khác nhau. Có cái mảng là pháp lý, là những cái tranh chấp với các cái ủy ban, các cái bên quản lý thị trường. Có những cái thông tin liên quan đến cập nhật sản phẩm và rất là nhiều những cái thay đổi ở trong kỹ thuật của các cái dự án. Thì nếu mà để chọn ra một cái thông tin gọi là nổi bật nhất để bọn mình chỉ nói về cái chủ đề đó trong tập tuần này thôi thì nó có phần nào nó hơi gọi là nó không thể nào phản ánh hết được những cái biến động, những cái chuyển động tuần qua của thị trường. Cho nên mình và anh Poseidon hôm nay thì sẽ cố gắng làm sao để phủ hết những cái chuyển động đó và đem đến cho anh em những cái góc nhìn nó toàn diện hơn về thị trường. Thì chắc là mình sẽ dùng một cái con số để mô tả chính xác nhất về thị trường tuần qua, đó là cái con số 4. Thì nhiều anh em nghe đến đây thì thắc mắc là con số 4 thì nó liên quan gì đến cái thị trường crypto. Thì nếu như mà anh em nào mà follow CZ ha, CZ là hiện tại thì đang là CEO của sàn giao dịch Binance. Thì nếu như mà follow cái Twitter của KOL này thì anh em sẽ thấy là rất là nhiều những cái tweet liên quan đến con số 4 và rất nhiều lần cái CEO này đề cập đến việc là ignore food, tức là hãy mặc kệ những cái food đó đi. Bởi vì chúng ta biết là thời gian gần đây thì Binance liên tục gánh chịu những cái tấn công liên quan đến food, rồi những cái thông tin tiêu cực về pháp lý và những cái cáo buộc gọi là xáo trộn tiền của người dùng đó, trộn lẫn tiền của người dùng đó. Thì những cái thông tin này nó cũng gây rất là nhiều những cái lo ngại cho anh em nhà đầu tư. Thì không biết là với anh Poseidon từ góc nhìn của một nhà đầu tư cá nhân đi, thì anh có cái góc nhìn như thế nào về cái những cái drama, những cái food gần đây của Binance? Thì thật ra dưới góc độ của nhà đầu tư thì mình thấy những cái phớt này nó không hẳn là nó đã xấu, nó sẽ xấu. Tại vì thực ra điều đầu tiên mà khi anh em quan tâm về một cái phớt á, là anh em cần phải đặt ra câu hỏi là cái xác suất mà cái phớt này nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Binance và trực tiếp đến thị trường nó là như thế nào. Tại vì thực ra phớt thì nó không phải là vấn đề gì mới mẻ trong thị trường tài chính cả, và chúng ta luôn phải tiếp nhận những cái tin tức cả tốt lẫn xấu mỗi ngày. Và cái việc mà phớt về Binance hay về crypto nó không phải là một cái gì đó nó quá mới mẻ nữa. Thì cái việc nội dung phớt của SEC trong cái đợt này thì nó xoay quanh hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái vấn đề về việc là vi phạm về chứng khoán, khi mà Binance nó đang hoạt động và người ta cho một số cái crypto nó là chứng khoán, cũng như là cái việc cung cấp một số cái dịch vụ liên quan đến staking hay là thanh toán bù trừ gì đó, thì nó Binance đã không đăng ký ở SEC. Thì đối với mình thực ra cái vấn đề này nó không mới ha. Nếu mà anh em theo dõi xuyên suốt cái quá trình mà SEC người ta tham gia vào thị trường crypto và người ta đưa ra những cái cáo buộc á, thì cái việc mà người ta cáo buộc một cái đồng crypto nó là chứng khoán thì cái này nó thực sự là nó không mới. Và theo mình thì cái first này nó khó có thể ảnh hưởng đến nội tại của cái sàn Binance nó riêng và cái thị trường crypto nói chung, thì nó vẫn thế thôi, chứ nó sẽ không có tác động trực tiếp gì đâu. Còn cái phớt thứ hai á, cái phớt mà mọi người có thể là ít để ý hơn, nhưng mà mình lại chú ý hơn, đó là cái cáo buộc liên quan đến việc mà trộn lẫn cái tài sản của người dùng để mà thực hiện cái giao dịch á.
thì nếu một cái phớt này này mà nó đúng thực tế mà có bằng chứng và đưa ra được những cái bằng chứng ấy, thì theo mình cái phớt này nó mới thực sự nguy hiểm, tại vì với tư cách là một sàn giao dịch thì Binance không được quyền làm những cái việc như vậy. Và cái phớt này nó tương tự như cái phớt của FTX ngày trước ấy, tức là sử dụng tiền của người dùng để mà thực hiện các cái giao dịch của cá nhân hoặc là của tổ chức ấy, thì gây ra thua lỗ ấy. Thì cái phớt này theo mình mới là nghiêm trọng. Thì tuy nhiên mình có theo dõi những ngày gần đây thì thực ra cái phớt này nó cũng chưa có một cái bằng chứng xác thực nào. Thì vì vậy theo mình là nó cũng chưa tạo ra được cái sự ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường và đến Binance. Tuy nhiên thì có thể là dưới góc độ của người dùng cá nhân á, thì mình thấy là có khá nhiều người ta cũng đang lo sợ, tại vì cái việc mà cái cú sập của FTX còn nguyên đó và nó tạo ra một cái bóng ma tâm lý khá là lớn ở trong cộng đồng. Chính vì vậy là cái dòng tiền, cái việc mà rút ròng cái stablecoin và các cái đồng coin khác ra khỏi Binance trong những ngày gần đây nó phản ánh cái tâm lý gọi chứ. Nói chung là người ta cũng đang lo ngại và phòng thủ, và cá nhân mình cũng vậy, mình cũng đã rút bớt số tiền mà mình đang để trên sàn Binance ra ngoài, chuyển sang một sàn khác. Dĩ nhiên là rút bớt thôi chứ không đến mức là rút toàn bộ, nhưng mà cái động thái này vẫn là theo mình vẫn là cần thiết để mà chúng ta đảm bảo an toàn cho cái tài khoản của chúng ta, tại vì có thể là Binance nó sẽ không thực hiện những cái giao dịch nội gián hay là sử dụng tài sản của nhà đầu tư vân vân. Nhưng nếu mà có một cái biến động khác, ví dụ như là cái sự đóng cửa đi chẳng hạn, ví dụ như là các quốc gia yêu cầu sàn đóng cửa hay là vân vân vân, thì cái áp lực mà từ cái việc first khiến cho người ta rút ròng thì cũng có thể khiến cho Binance nó gặp cái khó khăn về mặt thanh khoản tạm thời, nhất là trong cái thời điểm mà thị trường nó khó khăn như vậy. Thì vì vậy mình vẫn có cái lời khuyên với anh em là mặc dù cái first này chúng ta không phải là chúng ta quá lo hoang mang lo sợ như những cái first liên quan đến FTX trước, nhưng mà chúng ta vẫn cẩn trọng, bởi vì cái việc chúng ta không ngại cái việc ngoài cái việc mà chúng ta lo sợ cái first đó là sự thật đó, thì chúng ta còn phải tính đến cái sự hoảng loạn của thị trường mà nó dẫn đến cái sự rút ròng nữa. Thì mình vẫn khuyên anh em là nên rút bớt những cái tiền mà anh em đang để trên Binance ra, có thể là dùng một cái ví phi tập trung hoặc là dùng một cái sàn khác thay thế trong cái thời điểm mà nó nhạy cảm như thế này. Tức là hình dung là mình sẽ gọi là tạm thời gọi là phi tập trung cái nơi lưu trữ crypto của mình ra, để tránh những cái tại vì nếu mà chúng ta hiểu nôm na là bỏ trứng vào một rổ thì khi mà sự cố nó xảy ra thì cái rủi ro chúng ta gánh chịu nó cũng khá là lớn, cho nên là tất nhiên là chúng ta giống như anh Poseidon nói là cái khả năng mà cái phút đó thành hiện thực thì chúng ta hiện tại chưa thể đánh giá nó ở cái ngưỡng quá cao, nhưng mà việc chúng ta phi tập trung cái nơi lưu trữ ra thì nó phần nào gọi là một cái quá trình chuẩn bị, thì nó gọi là nó phòng ngừa thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều khi mà thực sự khi mà cái sự cố nó xảy ra rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta tá hỏa chúng ta đi rút tiền thì lúc đó nó lại bị động. Thì tạm thời chúng ta có thể cân nhắc để cho cái tâm bão này nó đi qua đã đó, thì khi nào xong xuôi ổn định thì chúng ta lại có thể quay về những cái hoạt động bình thường. Có một cái chi tiết mà em thấy nó cũng khá là đáng chú ý trong tuần qua, đó là cái việc mà Tether họ hỗ trợ cái dịch chuyển thanh khoản giữa các chain đó, tức là từ Tron sang Ethereum. Thì Binance họ cũng có hai cái dịch chuyển lớn, đó là một cái lần đầu tiên thì đâu đó tầm khoảng 750 triệu, còn cái tuần cái lần thứ hai mới đây thì nó đâu đó tầm khoảng 1.25 tỷ, tức là bây giờ sau hai cái giao dịch đó thì nó sẽ đạt khoảng đâu đó 2 tỷ USDT được Binance và Tether họ hợp tác với nhau để dịch chuyển thanh khoản giữa các chain. Thì đây phần nào cũng thể hiện được cái việc là hiện tại thị trường họ đang có những cái lo ngại về rủi ro về cái câu chuyện này, và họ cũng chắc là phải có một cái nhu cầu root hoặc là một cái nhu cầu gì đó về thanh khoản trên các cái chain khác nhau thì họ mới thực hiện những cái dịch chuyển như vậy. Thì cũng là một cái chi tiết mà chúng ta cần quan tâm. Rồi. Cái câu chuyện của Tether thì có thể chúng ta sẽ nói ở phía sau, khi mà phần sau khi mà chúng ta dành một đoạn để nói về các cái stablecoin. Nhưng mà back lại cái câu chuyện pháp lý đi, hoặc là những cái câu chuyện mà nó liên quan đến tính chính thống của crypto đi, thì cũng có một cái thông tin trong tuần qua, đó là việc BlackRock họ cũng có đăng ký một cái quỹ ETF cho Bitcoin và hỗ trợ cái sản phẩm dưới dạng là spot. Thì
Không biết là anh Poseidon có cái thông tin hoặc là có cái gọi là một cái chi tiết gì đó thu thập được xoay quanh câu chuyện này hay không? Thì nói chung cái này thì ý là mình muốn nói là bởi vì sau khi cái thông tin này ra cho nên mình càng có cái thiên hướng nhận định là những cái first của SSC có thể là nó một phần ở đó nó phục vụ cho cái việc này, tức là có thể là bây giờ thực ra cái miếng bánh trong thị trường crypto nó là một cái miếng bánh rất là màu mỡ, thực sự nó rất là màu mỡ, tại vì anh em có thể tưởng tượng được là những cái thị trường truyền thống ngoài kia bây giờ cái sự cạnh tranh, cái sự tăng trưởng và cái sự cạnh tranh trong đó nó đã gọi là bão hòa rồi, tức là nó đã đâu vào đấy rồi, và những thằng và có cái sự cạnh tranh thì nó ngày càng một nhiều hơn, tức là cái miếng bánh cái thị phần trong đó mà những cái quỹ lớn hay những cái tổ chức lớn nó kiếm được tiền nó lại càng ít lại, thì cái việc mà nhìn sang một cái thị trường khác thì nó cũng hiển nhiên thôi. Thì thị trường crypto bây giờ thực ra cái tiềm năng phát triển của nó so với các cái thị trường tài chính khác ấy, nó cũng cực kỳ lớn. Mình chỉ nói riêng cái, mà trong một cái thị trường tài chính ấy, thì thực ra cái mạng màu mỡ nhất ấy, vẫn luôn luôn là cái mạng gọi là làm sàn, đúng không? Sàn, kể cả sàn đối với crypto có sàn tập trung và sàn phi tập trung. Thì chính vì vậy là cái việc mà sau khi mà FTX nó gặp vấn đề như vậy ấy, thì Binance hiện tại đang là cái sàn có thị phần lớn nhất thị trường và coi như là có volume, có tất cả mọi thứ và không có đối thủ cạnh tranh. Thì những cái việc mà những cái tổ chức truyền thống khác ấy, mà nó muốn nhân cơ hội này nó vào crypto thì nó cần những cái first như vậy để mà gym hoặc là lấy thị phần từ những cái sàn như Binance hay Coinbase để mà đổ về phía nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng làm chuyển dịch cái volume từ những cái sàn này sang cái sàn của nó, và cũng là cái cơ hội để nó có thể thu gom được những cái Bitcoin hay Ethereum hay những cái tài sản crypto khác với cái giá nó rẻ và nó tốt hơn. Tại vì khi mà anh làm sàn ấy, thì ngoài cái tiền người dùng thì anh luôn cần những cái tài sản để mà dự trữ ở đó để mà chúng ta phục vụ cho cái việc cung cấp thanh khoản. Thì cái tài sản này chúng ta mua được ở giá càng tốt thì cái chi phí mà để chúng ta xây dựng cái sàn nó càng rẻ. Anh em có thể hiểu đơn giản như vậy. Thì cái việc mà các cái tổ chức tài chính truyền thống ấy, người ta bắt đầu để mắt đến crypto, mình nghĩ là nó không còn là một cái thuyết âm mưu nữa, mà chắc chắn trong 1-2 năm nữa nó sẽ thành sự thật. Tại vì như mình đã nói thì đây là một cái mạng hết sức màu mỡ, và đây chính là cái thời điểm cái thị trường như thế này, những cái thời điểm mà thích hợp nhất để mà người ta tham gia vào thị trường và người ta chuẩn bị cho những cái sóng uptrend trong 2-3 năm nữa. Thì anh em có thể thấy là sau những cái first liên tục như vậy thì đúng ra nếu mà cái first đó nó không có phải là theo thuyết âm mưu tí đi, thì đúng ra những cái tổ chức truyền thống, tức là những cái tổ chức mà nó làm về tài chính ở trong thị trường truyền thống và nó hiểu quá rõ những cái luật lệ liên quan đến Bitcoin, liên quan đến chứng khoán, liên quan đến SEC rồi, thì đúng ra thời điểm này nó phải suy nghĩ và đắn đo về cái việc có nên nhảy vào thị trường hay không, bởi vì pháp lý nó lùng nhùng như vậy. Nhưng mà sau khi một cái first mà liên quan đến chứng khoán thì lại có ngay một ông BlackRock, là nếu mọi người có tìm kiếm thì BlackRock thằng này là cực kỳ lớn ở bên Mỹ nha, thì như mình nhớ không nhầm là nó quản lý cũng đâu gần như là cái quỹ quản lý to nhất thế giới, đúng rồi, cũng mấy chục nghìn tỷ đô gì đó, nói chung là cái quản lý của nó cũng rất là kinh khủng ấy. Thì nó lại nhảy ngay vào cái việc đó là đăng ký Bitcoin ETF. Thì mình kết hợp hai sự kiện này thì mình thấy nó khá giống một cái first để mà giết Binance hơn là một cái mà kiểu như nó thực sự về mặt pháp lý mà SEC nó muốn đưa ra để bảo vệ người dùng hay là vân vân. Để đó là cái nhận định của mình. Ok, chắc là chúng ta tạm gác lại cái câu chuyện số 4 của CZ và Binance ở đây, và chúng ta sẽ dịch chuyển sang một cái sàn giao dịch nó ở một cái thể khác, đó là cái phi tập trung. Thì tuần vừa rồi thì chúng ta có Uniswap, họ đã công bố những cái thông tin liên quan đến cái phiên bản V4 của mình. Thì cái phiên bản V4 này như anh em cũng biết là nó sẽ có rất là nhiều những cái cập nhật và nó sẽ đâu đó gọi là nâng cao cái tính cạnh tranh của cái sàn giao dịch Uniswap trong thời gian tới. Nhưng mà từ góc nhìn của một người tham gia thị trường thì anh Poseidon có chú ý đến cái chi tiết nào trong những cái thông tin mà bên phía Uniswap họ đã public lên với cộng đồng hay chưa? Theo mình thì Uniswap V4 nó tiếp tục là một bản cập nhật. Nói chung là mình thấy nếu mà
hình như hiện tại vẫn đang đề xuất đúng không? Vẫn đang là ở dạng gọi là chưa có chính thức triển khai. Nhưng mà theo mình thì nó khá là ok. Nói chung là xét về mọi mặt á, thì nó khá là đúng những cái mà Uniswap đang cần. Thì đầu tiên là nó có một cái update liên quan trực tiếp nhất mà mình thấy anh em cần đó là cái limit order on chain. Thì cái này hiển nhiên rồi, chúng ta nói quá nhiều lần rồi, bởi vì limit order rồi các cái lệnh mà nó hỗ trợ việc giao dịch tốt hơn thì luôn luôn cần thiết với một sàn giao dịch, kể cả đó là một cái sàn phi tập trung. Mặc dù chúng ta hay nói về câu chuyện đó là bởi vì như thế nó mới là degen, hay là như thế nó mới là sàn đất, tức là có những cái lệnh gọi là nó bị chênh lệch giá cả mười mấy 20% hoặc là nó bị trượt giá hết sức kinh khủng thì đó mới là đất. Nhưng mà thực ra thì đó là câu chuyện nói cho vui vậy thôi, chứ khi mà cái thị trường nó lớn hơn và Uniswap nó muốn giành thị phần thì trước sau gì nó cũng phải cải thiện cái quan trọng nhất, đó là cái trải nghiệm người dùng. Thì cái thứ cái đó là cái góc chặt theo mình là nó cần thiết nhất và nó tác động trực tiếp nhất đến cái người dùng. Cái thứ hai đó là những cập nhật nó liên quan đến gọi là thu hút thanh khoản cho Uniswap. Thì anh em thấy đợt rồi thì sau khi mà cái Uni-V3 nó hết cái bản quyền á thì có khá nhiều cái sàn giao dịch khác nó cũng đưa ra những cái giải pháp liên quan đến thanh khoản tập trung đó, để mà nó thu hút thanh khoản về cho sàn giao dịch của mình. Thì cái V4 của Uniswap nó như kiểu là theo mình cảm thấy nó kiểu out trình của các cái sàn khác á, tức là kiểu như bây giờ từ ngày làm thanh khoản tập trung thì tao có những cái cập nhật nó còn tốt hơn. Thí dụ như là cái câu chuyện đó là hooks đúng không ạ, cái thuật ngữ nó gọi là hooks, tức là nó có cho phép là cái pool thanh khoản là có thể tùy chỉnh các cái thông số ở từng cái giai đoạn cụ thể. Thí dụ như là từng giai đoạn đây có thể là trước hoặc sau một cái giao dịch nào đó, hoặc tức là anh em có thể hiểu là nó có thể tùy chỉnh cái thông số của pool theo kiểu đó là trước khi thêm thanh khoản, sau khi thêm thanh khoản, rồi sau khi thanh khoản đạt đến một mức độ nào đó, vân vân và vân vân. Hoặc là khi có những cái biến cố xảy ra thì nó có thể điều chỉnh cái thông số này để đảm bảo cho cái thanh khoản, tức là đảm bảo cho cái thằng cung cấp thanh khoản trong pool đó, nó vẫn đạt được những cái lợi nhuận và nó tránh được những cái rủi ro khi mà cung cấp thanh khoản. Thì đây là một cái cập nhật cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai đó là cái câu chuyện là mình thấy cũng rất là hay, đó là dịch chuyển cái lượng thanh khoản là không trong cái vùng giá hoạt động vào các cái nền tảng lending để tối ưu cái hiệu suất sử dụng vốn. Tức là cái câu chuyện thanh khoản tập trung thì chúng ta hiểu đó là thanh khoản nó chỉ tập trung tại một cái range nhất định thôi đúng không ạ, tức là tại một thời điểm nào đó. Thí dụ như cái cặp đó nó chỉ ví dụ Ethereum USDC chẳng hạn, ví dụ trong một cái thị trường sideways như vậy, nó chỉ lên quay từ 1.600 đến 1.700 thôi, thì nó chỉ di chuyển trong đó thôi. Về những cái thằng thanh khoản còn lại, những thằng thanh khoản mà người ta cung cấp ở những mức giá khác ấy, nó sẽ bị bỏ phí. Thì Uniswap nó sẽ đưa cái phần này vào các cái nền tảng lending để mà tối ưu cái hiệu suất sử dụng vốn. Rồi thì đây là một cái mình thấy cũng cực kỳ hay. Và cái thứ ba nó cũng quan trọng, đó là lợi nhuận từ cái MEV ấy, trong nền tảng thì nó sẽ được phân bổ lại cho LP. Thì đây là một cái khoản cực kỳ hấp dẫn, tại vì MEV thực ra trên Uniswap mình nghĩ cái khoản phí này nó cũng cực kỳ nhiều và nó sẽ không thua kém gì những cái phần mà phần phí thu được từ cái giao dịch cơ bản của sàn. Tại vì MEV là trên những cái lệnh arbitrage mà trên lệch giá, cho nên cái phần lợi nhuận này nó sẽ không thể nào tính được là theo kiểu phí thông thường, mà nó sẽ tính theo cái kiểu cái bot đó nó ăn được cái phần trên lệch giá bao nhiêu. Thì cái này nếu mà nó cung cấp cho LP thì theo mình thì cái thanh khoản cho Uniswap sẽ được tiếp tục được thu hút rất là nhiều thằng Whale nó tham gia, tại vì đây là mạng cực kỳ hấp dẫn. Thì với những cái update như vậy thì việc mà Uniswap nếu mà những toàn bộ những cái update này nó vẫn được triển khai ở trong cái bản chính thức ấy, thì theo mình V4 này nó sẽ cho Uniswap một cái lượng thanh khoản cực kỳ dồi dào, tại vì hầu như là như mình nói ấy, là nó out trình so với những cái thằng dead còn lại, tại vì chưa thằng nào làm được như nó cả. Và cái câu chuyện cuối cùng của cái bản này thì vẫn như V3 thôi, chúng tôi có bản quyền, có nghĩa là V4 sẽ vẫn có bản quyền và sẽ không có câu chuyện gọi là fork hay gì ngay lập tức cả, mà chỉ theo mình nhớ là bản quyền nó khoảng tối đa là 4 năm, tức là tính từ ngày ra mắt cũng là này là con số 4 cũng là số 4 luôn. Thì nói chung cái này thì nó cũng khá là gây tranh cãi, nhưng mà tại vì chúng ta hay nói là crypto nó là phi tập trung, rồi Uniswap nó là một cái sàn phi tập trung, sàn vì cộng đồng, thì tại sao nó lại đưa ra câu chuyện là bản quyền? Thì
dưới góc độ của mình nha, nếu mình là founder đi của Uniswap đi, hoặc là mình là người có ảnh hưởng trong dự án đi, thì mình cũng sẽ đồng ý với cái phương án này thôi. Thực ra thì em thấy nó có một cái thông tin như thế này, tức là khi mà em lướt Twitter á, thì khi mà cái công bố liên quan đến cái V4 này nó ra mắt á, thì mọi người trên Twitter cũng chia sẻ rất là nhiều, anh em trong cộng đồng thấy cũng đề cập rất nhiều đến cái chi tiết là Uniswap họ bóc chỗ này miếng, họ bóc chỗ kia miếng, tức là họ lấy cái mô hình pool của Balancer á, cũng là một cái DEX nó cũng khá là nổi tiếng, cũng nhiều anh em sử dụng, rồi CrowdSwap thì rất là nhiều những cái, tức là họ bóc mỗi nơi một xíu xong rồi họ gói lại thành một cái product và họ tận dụng cái nguồn thanh khoản nó đang gọi là nó đang rất là nhiều ở trên cái nền tảng của họ để họ gói nó lại và họ tạo ra một cái tạm gọi là một cái bản quyền kinh doanh trong vòng 4 năm. Thì cái này nó cũng đúng là nó gây rất là nhiều tranh cãi, thì không biết là nếu như mà từ góc nhìn của anh Poseidon thì đâu là cái điểm cân bằng giữa cái việc là ok chúng ta sẽ phi tập trung, chúng ta mở hết ra cho cộng đồng, mã nguồn mở đó, tức là cái câu chuyện mã nguồn mở đó là, cũng là một cái chủ đề mà người ta gây tranh cãi, và đâu là cái điểm cân bằng giữa cái mã nguồn mở đó với lại một cái bí quyết để một dự án nó có thể duy trì được một cái lợi thế cạnh tranh trong thời gian dài, làm sao để cân bằng cái đó. Tại vì cộng đồng crypto và đặc biệt là những người mà tham gia mà sử dụng các cái sản phẩm DeFi, họ rất là đâu đó họ rất là kỵ những cái thứ nó mang tính chất độc quyền như thế này, thì đâu là cái điểm cân bằng theo góc nhìn của anh? Thì theo mình thực ra cái câu chuyện này thực ra nó không đến từ cái việc mà theo mình nghĩ nha, là cái core team của Uniswap nó đưa ra cái việc bản quyền, thực ra nó không đến từ câu chuyện đó là nó muốn độc quyền cái này đâu. Tại vì thực ra những cái liên quan đến công nghệ trong crypto thì rất khó để mà đưa ra gọi là dùng một cái từ độc quyền, tại vì bây giờ thế giới truyền thống nó đã phẳng rồi và thế giới crypto nó còn phẳng hơn nữa. Thì thực ra nếu mà muốn tinh chỉnh một cái gì đó và đưa ra một cái mới so với cái V4 này, nó không khó đối với nhiều dự án, theo mình nghĩ là vậy. Thì cái động lực mà Uniswap nó đưa ra cái bản quyền này theo mình nó vẫn đến từ câu chuyện đó là phí thôi, phí giao dịch thôi. Và tại vì nên nhớ một chuyện đó là Uniswap này trước giờ cái việc mà nó không chia phí cho người dùng á, thì nó có nhiều lý do, ngoài cái lý do là trụ sở công ty ở Mỹ hay là sợ bị SEC nó sợ ấy này nọ, thì cái lý do lớn nhất theo mình vẫn là bởi vì đây là cái nguồn lợi nhuận quá khổng lồ để cho các cái quỹ đầu tư và các cái thằng core team nó có thể nó chia ra cho cộng đồng. Tại vì bây giờ Uniswap với cái volume giao dịch của nó và với cái lượng phí của nó đang thu được á, thì thực ra nó hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện là giá token Uni nó có đúng hay không nữa, tại vì đây là cái lợi nhuận hết sức khổng lồ rồi. Và cái việc mà nó độc quyền cái V4 theo mình là cũng chỉ nhằm câu chuyện đó thôi, tức là kéo thêm thanh khoản và kéo thêm cái lợi nhuận cho nó, chứ nó không cái mục đích chính của nó có lẽ không phải là độc quyền công nghệ hay gì đâu. Thì thực ra thì dưới góc độ của người dùng á, hay là các cái design ở trong thị trường á, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy hơi phản cảm với cái ý tưởng của Uniswap. Tuy nhiên dưới góc độ của các cái quỹ đầu tư hay những cái người mà nắm giữ lượng lớn Uni và có quyền vote liên quan đến các cái treasury DAO ấy, thì người ta thấy đây, người ta chỉ nói thẳng ra luôn là đây là cái lợi ích, là cái lợi nhuận trực tiếp của người ta, và chắc chắn là người ta sẽ không khó mà để mà chia sẻ ra bên ngoài. Tại vì anh em nên nhớ là những cái người mà những cái thằng quỹ đầu tư cũng chính là những cái thằng mà nó đang cung cấp thanh khoản lớn nhất ở trên Uniswap, và cái lượng phí nó được chia cho LP ngày càng nhiều thì nó càng có lợi nhuận tốt thôi. Thì vì vậy mình nghĩ nó bản chất nó là như vậy đó, chứ cũng không phải là độc quyền công nghệ hay gì đây đâu. Có một cái vấn đề mà thường các cái công ty ở cái giai đoạn đầu phát triển của họ thì họ rất là ít gọi là chia lại cái lợi nhuận, mà họ dùng cái lợi nhuận đó để tái đầu tư, để mở rộng cái sản phẩm, mở rộng cái độ phủ của họ trong thị trường đó. Thì có thể hiện tại Uni họ cũng đang đi theo cái cách tiếp cận này, thay vì là họ chia lợi nhuận một cách quá sớm, dẫn đến việc là cái tiềm lực để gọi là cái nguồn lực để họ tái đầu tư lại cho những cái sản phẩm thì nó không có được tối ưu. Thì đâu đó cái vấn đề này nó cũng là cái, có thể nó nằm ở trong cái chiến lược và cái cách tiếp cận của họ ở thời điểm hiện tại. Rồi thì chúng ta nói khá nhiều đến cái việc là giải quyết cái vấn đề thanh khoản. Bản thân cái Uni V3 hay là Uni V4 thì
cái câu chuyện thanh khoản nó là một cái vấn đề mà nó đã ở đó rồi, và người ta đang cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó. Thậm chí là thời gian gần đây, cách đây khoảng 1-2 tháng gì đó, thì rất là nhiều đơn vị market maker như là Jane Street nè, hoặc là Jump Trading, họ đã bắt đầu có những cái động thái là cắt giảm cái tần suất hoạt động ở trong thị trường. Và kể cả những cái tổ chức đầu tư như là Paradigm chẳng hạn, thì họ cũng phần nào là dịch chuyển cái sự chú ý của họ với cái thị trường crypto này. Thì chúng ta có thực sự đang đối mặt với một cái khủng hoảng thanh khoản ở trong thị trường crypto hay không? Và nếu như mà thực sự anh nghĩ là chúng ta đang có một cái vấn đề liên quan đến thanh khoản, vậy thì đâu là cái tín hiệu để chúng ta thấy là cái dòng tiền nó đã trở lại và cái thanh khoản nó đã được các cái đơn vị lớn, các cái tổ chức đầu tư lớn họ dịch chuyển cái sự chú ý ngược lại về với thị trường, thì đâu là cái tín hiệu của cái sự đảo chiều đó? Nói chung thì cái vấn đề mà Nguyên vừa nói thì nó có khá là nhiều nguyên nhân. Tại vì cái việc mà rút thanh khoản ra khỏi một cái thị trường thì ngoài cái việc đó là dĩ nhiên cái bản chất thị trường nó không còn hấp dẫn nữa và lợi nhuận nó không khó có được tạo ra nữa, thì ngoài ra thì chúng ta cũng nên nhắc đến một câu chuyện, đó là thị trường tài chính truyền thống hiện tại thì cái lãi suất nó vẫn đang ở mức khá cao, không phải là quá cao nhưng mà khá cao, thì người ta có thể dịch chuyển cái tiền của người ta ra để kiếm lợi nhuận từ câu chuyện đó. Chính vì vậy thì em thấy là trong cái thời điểm hiện tại, những cái sản phẩm đầu tư tài chính mà nó có biến động giá thì đa phần là đều đang khá là kiểu thiếu thanh khoản, tại vì vốn hóa của thị trường nó đang bị giảm một cách khá nhiều, và việc mà các quỹ đầu tư lớn bây giờ người ta có thể đưa một cái lượng tiền lớn vào là nó hết sức không khả thi. Đó, nó hoàn toàn không khả thi trong cái bối cảnh thanh khoản bây giờ. Thì cái việc đó là dẫn đến cái sự thiếu thanh khoản của thị trường thôi. Và cái thứ hai đó là câu chuyện đó là vậy thì khi nào thì thanh khoản nó quay trở lại? Thực ra thì đây là một câu hỏi cực kỳ khó. Bây giờ nếu mà chúng ta theo cái trường phái DCA đi, tức là mua bất chấp đi và mua theo kiểu là mua hold, thì cái việc mà chúng ta quan tâm đâu là đáy thực ra không nên cố gắng dự đoán, tại vì rất khó để dự đoán đâu là đáy của một cái thị trường tài chính, và đặc biệt là tại cái thời điểm mà nó quá biến động như thế này, thì chúng ta cứ mua thôi, tức là đơn giản là cứ giảm thì mua, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, nếu mà anh em vẫn muốn tham minh một cực kiểu như một cái vùng đáy cực kỳ tốt đó, thì thực ra anh em nên nhớ thị trường nó có 3 pha đó. Nếu nói này nó hơi quan đến trade chút, 3 pha tức là pha tích lũy, pha tăng trưởng và pha phân phối. Thì khi mà một cái thị trường nó giảm mạnh như vậy thì chúng ta luôn cần một cái thời gian tích lũy. Tại sao chúng ta cần thời gian tích lũy thì lại quay lại câu chuyện thiếu thanh khoản. Khi mà thị trường nó thiếu thanh khoản như vậy thì anh em muốn đưa một cái số tiền lớn để mua, ví dụ mua vào BTC, mua vào ETH thì nó còn dễ đi, chứ mua vào những cái đồng altcoin vốn hóa nó chỉ lên quanh dưới 1 tỷ đô và volume giao dịch của nó chỉ hơn 100 triệu đô thì cực kỳ khó. Thì nó chính vì vậy nó cần phải có những cái vùng sideways tích lũy để những cái thằng tay to, những cái thằng quỹ đầu tư nó mua trong cái vùng đó, thì đó gọi là vùng tích lũy. Thì anh em có thể đợi những cái vùng tích lũy như vậy để chúng ta mua theo cái dòng tiền của Wave. Và cái việc mà khi mà dòng tiền đổ vào ấy, ngoài cái việc tạo ra cái vùng tích lũy, anh em có thể chú ý hơn đến một số cái net, như là thí dụ như có những cái sự thay đổi nào đó về cái mặt công nghệ mà mang tính cốt lõi chẳng hạn, thí dụ như là những cái sản phẩm mới trong thị trường crypto. Ngày xưa đó là có thể là GameFi, ngày xưa nó có thể là mùa rồi nó có thể là liên quan đến AI, và mùa tiếp thì nó có thể là một cái ngách khác, nhưng mà nó phải được những cái thằng quỹ lớn đầu tư vào và những cái thằng QL nó siêu. Thì đó là những cái dấu hiệu sớm, hoặc là có những cái sự chuyển dịch liên quan đến cái có thể là nó là cái sự chuyển dịch dòng tiền từ cái tài chính truyền thống thông qua DeFi, thông qua những cái sản phẩm nó liên quan đến real world asset á, real world asset chẳng hạn đó, thì vân vân đó, nhưng có thể là những cái ngách mà anh em cần phải chú ý. Thì tổng hợp những cái đó, chúng ta sẽ có thể là không chính xác, nhưng chúng ta sẽ tham minh được một cái phần nào đó khi nào thì dòng tiền nó quay trở lại đó, hoặc là có thể kết hợp thêm những cái yếu tố liên quan đến vĩ mô, ví dụ như là lạm phát nó bắt đầu giảm dần, hay là lãi suất nó bắt đầu được kiềm chế lại, thì chúng ta tham minh, chúng ta chia vốn ra và chúng ta mua dần thì nó sẽ tốt hơn là cái việc mà chúng ta cố gắng kiểu như chỉ bắt đúng một lần mà đáy. Thì theo mình là nó khó lắm, và thông thường như vậy thì nếu mà ai làm được thì thông thường cũng chỉ là may mắn thôi, mà
trong thị trường thì chúng ta không có sống bằng may mắn được ha, chúng ta phải sống bằng cái chiến lược cụ thể, chứ may mắn thì không ai may được mãi đâu. Rồi. Ok, anh có đề cập đến cái câu chuyện là giữa thị trường truyền thống và cái sự cạnh tranh giữa thị trường truyền thống và cái DeFi này, thì trong tuần vừa rồi thì cũng có một cái thay đổi cũng rất là đáng chú ý từ MakerDAO. Thì cái con số này nó cũng không phải là số 4 hẳn đâu, nó là 3,49% nếu mà chính xác, nhưng mà chúng ta có thể làm tròn lên là đâu đó gần 4%. Thì DAI họ đang có một cái, họ vừa thông qua cái đề xuất là sẽ đẩy cái mức lãi suất lên lên mức là 3,49%. Cái DAI saving rate á, tức là họ có một cái mức lãi suất để khuyến khích người dùng nắm giữ DAI, thì có thể trong tương lai cái con số này sẽ tăng lên. Với cái động thái hiện tại của MakerDAO là họ đang có cái xu hướng là mua thêm nhiều cái trái phiếu từ phía chính phủ, thì đây là cái động thái để họ có thể tăng được cái lãi suất để giảm thiểu những cái rào cản để người dùng có thêm cái động lực để nắm giữ các cái stablecoin này. Thì anh có nghĩ đây, cái bước đi này của DAI nó là một cái điểm yếu của thị trường hay không? Tại vì đâu đó nó vẫn liên quan đến cái thị trường tài chính truyền thống. Họ bắt đầu dịch chuyển và lưu trữ một cái lượng trái phiếu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà lưu trữ như vậy thì họ sẽ phải thông qua một cái bên trust, tức là một cái bên mà lưu ký, thì đâu đó nó cũng sẽ là một cái điểm tập trung về rủi ro. Anh nghĩ như thế nào về cái những cái động thái gần đây của DAI? Thì thực ra cái việc mà tăng, nói chung DAI saving rate thì anh em hiểu đơn giản là tăng cái lãi suất mà anh em nhận được, lợi nhuận mà anh em nhận được khi mà gửi DAI vào trong cái giao thức của MakerDAO thôi. Thì đại loại nó là một cái, nếu mà so sánh MakerDAO nó là một cái ngân hàng, thì cái động thái của nó là tăng lãi suất để mà thu hút thêm cái DAI đưa về vào trong giao thức. Thì thực ra cái này rõ ràng thì nó cũng là một cái tích cực như Nguyên đã phân tích ấy, thì nó sẽ tăng cái việc mà người ta nắm giữ DAI. Và tuy nhiên thì nói chung là theo mình thì mức 3,4% đó thì nó khá là phù hợp, nó không quá cao cũng không quá thấp. Thì dĩ nhiên nó sẽ có, so với cái mức 1% trước đây ấy, thì nó sẽ có một cái tác động nhất định khiến cho cái lượng DAI được lưu thông và nắm giữ nó sẽ tăng lên, nhưng mà không quá nhiều. Thì thực ra nếu mà lo ngại về một cái rủi ro thì vẫn có, nhưng mà ở cái mức này thì nó theo mình là không đến mức mà chúng ta cần phải đặt vấn đề rủi ro, tại vì nó không cao như những cái đồng trước đó. Thì mà nói thẳng ra là UST chẳng hạn, cái mức của UST nó cực kỳ cao thì nó khác, lúc đó mới là rủi ro. Còn thực ra theo mình cái box này nó cũng chỉ là phù hợp với cái việc mà thị trường truyền thống người ta cũng đang tăng lãi suất từ trước tới giờ. Và cái câu chuyện của MakerDAO anh em cần hiểu đó là MakerDAO nó cũng đang phát triển cái reward set đó, tức là nó cũng có một cái vol liên quan đến tài sản truyền thống, và cái vol đó nó cũng khá là lớn. Thì theo mình động thái này của DAI có thể, MakerDAO có thể là ngoài câu chuyện đó là thu hút cái người dùng ở trong DeFi ấy, thì còn đang cố gắng thu hút những cái thị trường truyền thống, người ta đưa cái tài sản truyền thống vào để mà min ra DAI, để mà đưa vào giao thức để mà kiếm lợi nhuận. Thì theo mình đây là động thái nó khá phù hợp trong bối cảnh hiện tại thôi. Nếu mà không tăng lãi suất thì nó mới là vấn đề. Thì theo mình tại vì DAI anh em cần phải hiểu thêm câu chuyện đó nữa, tức là nó còn liên quan đến các tổ chức tài chính truyền thống nữa. Tại vì nếu mà anh em chịu khó research về DAI MakerDAO, anh em sẽ phát hiện ra là cái lợi nhuận đến từ cái mảng reward set của nó hiện tại cũng đang chiếm khá lớn ở trong cái thời điểm mà 6 tháng vừa qua. Theo hôm bữa mình xem thì theo cái thống kê của nó là đâu đó khoảng 40-50% này. Thì theo mình cái động thái này nó phù hợp với cái bối cảnh của MakerDAO nó riêng và cái tài chính truyền thống nói chung bây giờ. Thực ra thì cái mức 3,5-4% thì nếu mà xét với cái mức lãi suất ở bên thị trường truyền thống thì nó vẫn thấp hơn. Thị trường truyền thống thì đâu đó bây giờ nó hơn 5% rồi. Thì nhưng mà cái động thái này của DAI thì em thấy có một cái chi tiết, đó là họ bắt đầu giảm thiểu những cái tiếp xúc với lại các cái stablecoin truyền thống, đó là cái GUSD mới đây. Và trước đó thì họ cũng vì một cái sự cố của USDC thì họ cũng bị debug đâu đó tầm vài ngày. Thì bây giờ họ cũng có một cái chiến lược là bây giờ chúng tôi sẽ giảm thiểu cái tiếp xúc với các cái stablecoin truyền thống như kiểu vậy, và sẽ dịch chuyển sang các cái tài sản nó ở ngoài thế giới thực, cụ thể ở đây là trái phiếu.
thì cũng không rõ là cái hiệu quả của cái bước đi này trong thời gian tới nó sẽ như thế nào, nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn có thể hiểu được là cái logic của họ là họ ok, chúng tôi cảm thấy là những cái stablecoin từ một bên nào đó phát hành ra thì nó không đảm bảo lắm nên là giảm thiểu những cái tiếp xúc như vậy. Tuần vừa rồi thì chúng ta có một cái drama nhỏ nhỏ thôi, nên nếu mà nói là USDT debate thì cũng không đúng, tại vì đâu đó giảm chưa tới hình như là 1% thì vậy. Nhưng mà nó cũng là một cái đáng lo ngại của thị trường với cái mạng stablecoin này, một cái mạng mà chúng ta đã nói nó đi nói lại rất là nhiều lần rồi nhưng mà nó vẫn chưa bao giờ gọi là thôi nguy hiểm cả. Thì không biết là anh có cái thông tin hoặc là quan điểm hay là cái góc nhìn gì đó về cái câu chuyện của các cái stablecoin trong tuần vừa qua xoay quanh cái drama vừa rồi hay không? Nói chung cái này thì nếu anh em muốn tìm hiểu thì anh em có thể lên Coin 68 đọc, cũng có một cái bài viết liên quan đến cái mất pep của USDT, nó khá là chi tiết theo cái on chain á. Thì thực ra cái này nó chỉ liên quan đến việc gọi là đổi USDT lấy các cái đồng stablecoin khác thông qua một cái pool của CRV thôi, cái ba pool của CRV, mà tuy nhiên cái khối lượng tại cái thời điểm mà người ta đổi ấy, thì nó lớn quá, cho nên không phải quá lớn nhưng mà nói chung là vẫn là lớn, thì nó gây cho cái sự gọi là mất pep trong một cái thời điểm nhất định nào đó. Thì sau ngay lập tức sau đó thì khi mà người ta những cái thằng quay khác nó phát hiện ra USDT nó giảm ở dưới mức $1 ấy, thì nó cũng ngay lập tức là nó mua để mà nó kiếm trên lệch giá liền luôn. Thì chứ cũng cho nên là nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Thì thực ra theo mình thì cái việc này cũng đang lợi dụng cái tâm lý của thị trường hiện tại là nó khá là nhạy cảm đối với những cái phớt. Và gần đây thì hình như là Condet là nó cũng có đưa ra một số thông tin liên quan đến là cái hồ sơ của USDT, rồi những cái bí mật trong cái công ty các thứ, thì nó cũng úp mở mở. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cũng là động thái mà hồi nãy chúng ta nói, tức là Tether nó cũng hỗ trợ cho Binance, đó là chuyển thanh khoản qua về cho các trên. Thì thực ra nếu mà anh em hiểu cái first của Binance thì anh em sẽ thấy cái đây là một cái chuyện bình thường thôi. Tại sao nó lại chuyển từ Tron qua Ethereum? Tại vì nếu mà đã Binance đã bị first rồi và BNB đứng trước cái nguy cơ là thanh lý tại cái thời điểm 220 mấy đô, thì chẳng ai đi chuyển USDT từ Tron sang mạng Binance Smart Chain hết á. Tại vì Binance Smart Chain thì cũng không khác gì Binance cả, cho nên nó vẫn còn thì nếu Binance gặp rủi ro thì Binance Smart Chain nó cũng hết sức rủi ro, tại vì Binance Smart Chain thì các validator của nó cũng là liên quan của Binance thôi. Thì chính vì vậy thì bây giờ những cái thằng mà tiền nhiều thì nó chỉ còn một cái duy nhất, đó là nó rút từ Tron sang Ethereum để mà nó đưa về các cái chỗ phi tập trung trên mạng ETH hoặc là qua các sàn khác nó an toàn hơn thôi. Cho nên là cái việc mà lấy thanh khoản từ Tron sang Ethereum là cái điều hiển nhiên, chứ không có gì mà chúng ta phải quá lo ngại. Còn đó thì mình nghĩ là từ hai cái yếu tố đó, cho nên là một số cái sàn giao dịch đã lợi dụng cái việc này để mà nó tạo ra những cái giao dịch lớn để mà nó kiếm chênh lệch ở trong đó, chứ mình không nghĩ bây giờ có thể bị mất pep thông qua những cái giao dịch ở trên cái pool mà cái ba pool của CRV được. Ok rồi, mình nghĩ là một tuần vừa rồi thì rất là nhiều những cái thông tin xoay quanh rất là nhiều mảng khác nhau, từ pháp lý, từ các sàn giao dịch cho đến cả stablecoin nữa. Thì hy vọng là anh em vẫn có thể đồng hành cùng với DeFi Discussion đến tận những phút như thế này, đến tận những phút cuối. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi nó cũng không quá là làm anh em bị loãng, bị hoang mang. Và cũng rất là cảm ơn anh Poseidon đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này và chia sẻ những cái góc nhìn cũng như là những cái thông tin thú vị liên quan đến thị trường trong tuần vừa rồi, một cái tuần mà nó cũng rất là nhiều biến động. Thì bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, cảm ơn Nguyên. Thì mình muốn nói thêm một chút nữa cái ý của Nguyên hồi nãy, tức là first thì thực ra nó dĩ nhiên là nó luôn mang đến những cái thông tin tiêu cực, nhưng không hẳn nó đã tiêu cực về mặt dài hạn, có nghĩa là anh em cứ tưởng tượng là khi mà hay là USDT người ta chịu những cái first này và người ta có thể vượt qua, thì nó càng củng cố cái niềm tin của chúng ta vào những cái tổ chức đó và thị trường thôi. Thì đây cũng là một cái bài thử dành cho một cái sàn giao dịch lớn nhất là crypto
và một cái đồng stablecoin lớn nhất trong thị trường tại thời điểm hiện tại. Đó thì theo mình nó vẫn có những cái tích cực ở trong đó, cho nên là chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi thôi. Chúng ta có thể đưa ra một số cái giải pháp phòng thủ phù hợp đối với cái tài khoản của chúng ta, nhưng mà cũng không nên quá bi quan để mà bỏ lỡ cơ hội. Tại vì như mình vẫn nhận định là đây là những cái phớt nó mang tính gọi là dìm giá và tác động đến sàn hơn là những cái phớt nó về mục đích là bảo vệ người dùng. Tại vì theo kinh nghiệm của mình thì mấy cái vụ mà sập thật á thì ít khi SIC nó bảo vệ liền lắm, nó phải sập xong rồi nó mới vào cuộc điều tra. Thì đời hơi vui vui chút để cho anh em thư giãn đầu tuần ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi DeFi Discussion và hẹn gặp lại anh em trong các podcast tiếp theo. Ok, thực ra thì trong văn hóa phương Đông thì cái con số 4 nó cũng không gọi là may mắn lắm. Nhưng mà không sao, thì chúng ta sẽ từng bước, chúng ta đi từng bước và chúng ta vượt qua những cái thử thách hiện tại, và đến cuối cái cuộc hành trình thì đâu đó chúng ta nhìn lại thì đây nó là một cái sự may mắn chứ không phải là một cái sự gọi là một cái sự kết thúc. Thì rồi, ok, cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn anh em đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Rồi, ok, bye bye.